Sách gia truyền. Cha, sắp được rồi đây. Cha ơi, cha đang làm gì đấy? Khổ lắm cơ. Con đã bảo với cha bao nhiêu lần rồi, cha đừng lọ mọ suốt ngày bốc thuốc nữa. Có được mấy đồng đâu mà lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi. Nghề này là nghề gia truyền từ bao nhiêu đời nay con à. Cha bốc thuốc là để giúp người trị bệnh, chừng nào còn sức thì vẫn còn phải làm. Cha cứ thích mua việc vào người làm gì. Cha bốc thuốc cả tháng, tiền kiếm được cũng chẳng bằng con đi chợ một ngày. Tội gì mà khổ thế. Sao con lại nói thế? Cha đã nói rồi, đây là nghề gia truyền nhà ta, làm phúc, làm đức cho đời. Mà cha cũng già rồi, cũng chẳng còn sống được bao nhiêu nữa. Con nghe cha, học lấy cái nghề gia truyền hữu ích này. Ôi trời, đi chợ kiếm tiền vừa dễ, vừa nhanh. Tội gì mà con phải suốt ngày lọ mọ đi hái thuốc, bốc thuốc, rồi sắc thuốc như cha chứ. Cha muốn thì cứ làm, chứ đừng bắt con phải theo. Cha ơi, cha, hôm nay cha thấy trong người thế nào rồi ạ? Cha chắc không còn được bao lâu nữa. Không, không cha ơi, cha phải cố lên. Vậy thuốc thế nào? Cha bảo con để con đi hái rồi sắc cho cha. Cha làm nghề chữa bệnh, cha tự biết trong người mình thế nào chứ. Thuốc bây giờ không hữu hiệu cho cha nữa. Con nghe cha nói cho rõ đây. Đây là cuốn sách quý, truyền từ mấy đời nhà ta. Con hãy cố gắng giữ gìn. Cha không còn thời gian để truyền dạy cho con nữa. Hãy tự đọc và nghiên cứu, sẽ có lúc nó giúp ích được cho con. Cha ơi, cha ơi. Vậy là mọi việc ma chay cho cha đã xong. Hôm nay phải đi chợ thôi. Quái lạ, cái mũ của mình đâu rồi nhỉ? Ồ, cuốn sách nhàu nát này ở đâu ra thế nhỉ? À, phải rồi, là cuốn sách của cha. Cái gì mà phong thương chứ, lại còn tùy thương. Toàn là những từ nghe đã không thấy vào tai, thời gian đâu mà đọc chứ. Chuyện gì thế nhỉ? Có chuyện gì thế các bác? Cho tôi xem với. Hoàng thượng hiện đang mắc bệnh lạ mang tên phong thương. Các thần y trong triều không tìm ra cách chữa. Trong dân gian, ai có thể tìm ra được bài thuốc chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng sẽ được trọng thưởng, phong làm quan nhất phẩm. Trời, ai mà biết được phương thuốc hiếm này thì coi như là đổi đời rồi còn gì. Phải đấy, nhưng những phương thuốc kiểu này chắc chỉ có trong sách cổ, chứ giờ thì mấy ai biết. Mà các cụ thầy lang thì còn sống được mấy người nữa chứ. Phong thương, sao nghe quen quen. Phong thương à? Phong thương. Lẽ nào? Phải rồi, cha thật linh thiêng, cha phù hộ mình rồi. Phen này mình sẽ giàu to, lại còn được làm quan nhất phẩm, được hoàng thượng trọng dụng. Đâu nhỉ? Mình nhớ là vứt nó quanh đây. Phong thương, phong thương, giữa quyển, trang giữa thì phải. Đây rồi. Cách trị bệnh phong thương. Cách này rất đơn giản mà hiệu quả. Chỉ cần lấy một ít. Hả? Sao? Sao lại thế này? Ôi, cha ơi, cha viết gì ở chỗ này? Cha ơi, con đúng là đồ con lừa. Cha đã để lại sách quý cho thằng mù vô tâm. Thủy quái.
Cái gì mà ầm ĩ thế nhỉ? Này mấy nhóc, ra chỗ khác chơi đi, ồn ào quá. Một bọn nhóc khó bảo. Lũ trẻ này khó chịu quá đi mất. Làm thế nào bây giờ? Này các cháu, không biết gì sao, ở ngoài nhà thờ lúc nãy ta nhìn thấy một con thủy quái đấy. Nó có 5 chân và 3 con mắt, lại còn có râu, trông giống như một chú dê, nhưng nó lại có màu xanh cơ. Hãy đến đó mau đi. Thế hả chú? Con thủy quái á? Nhanh lên, chúng ta đến đó đi. Một con thủy quái 5 chân 3 mắt, thật là hài hước. Đúng là bọn con nít. Lại chuyện gì nữa đây? Mọi người chạy đi đâu vậy? Chạy đến nhà thờ. Nhà thờ á? Anh không nghe gì sao? Ở đó có một con thủy quái, nó có 5 chân 3 mắt, lại còn có râu trông giống như một chú dê, nhưng nó lại có màu xanh. Thật là hoang đường. Không ngờ lời nói của mình lại có tác động lớn như vậy. Từ con nít đến người lớn đều tin sái cổ. Ôi trời, hôm nay là ngày gì không biết. Nhanh lên nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Trời ơi, sao giờ này mà anh vẫn ở đấy? Anh vẫn chưa biết gì sao? Thì ở nhà thờ có một con thủy quái, nó có 5 chân và 3 mắt, lại còn có râu trông giống như một chú dê. Nhanh lên, đi xem thủy quái. Nhưng những người kia là người phố bên mà, ngay cả họ cũng biết chuyện. Có lẽ nào đây lại là sự thật? Thôi đúng rồi, tất cả mọi người đều ồ ạt chạy đi thế kia cơ mà. Chắc chắn là sự thật rồi. Đâu, đâu, con thủy quái ấy đâu? Lẽ nào mình lại là người cuối cùng được chứng kiến? Ôi trời, có cái quái gì đâu chứ, hả? Kia rồi, nó kia rồi, con thủy quái. Ồ, thì ra là chú Phi Quao, quái vật Phi Quao. Lời cảm ơn. Mẹ ơi, mẹ ăn khoai đi. Mẹ không đói, các con ăn đi. Thưa ông, con có việc muốn thưa với ông hả? Thưa ông, năm nay cả làng đều mất mùa, nhà con không còn gì để ăn. Con xin ông rủ lòng thương cho con vay ít gạo. Vụ mùa năm sau, con xin trả lại cho ông ạ. Tôi cũng muốn giúp nhà chị lắm, nhưng ai mà biết được năm sau có lại mất mùa hay không. Nhà tôi cũng phải nuôi nhiều miệng ăn lắm. Chị về đi, tôi không giúp được nhà chị đâu. Con xin ông, mấy đứa trẻ nhà con đã không có gì ăn mấy hôm nay rồi. Con xin ông. Ờ hay cái chị này, chị không thấy tôi đang ăn, còn ngồi đó mà ăn vạ. Tôi thả chó ra bây giờ. Trời ơi, mệt quá. Ốm mấy ngày liền mà sao chẳng thấy đỡ là thế nào. Thứ lỗi cho lão phu bất tài. Bệnh này lão phu không thể chữa khỏi được.
chỉ có thể kê cho ngài ít thuốc giúp giảm cơn ho được phần nào thôi ạ. Lão nói cái gì? Không thể chữa khỏi được là sao? Ông rủa ta đấy phỏng. Thôi, ông đi đi cho khuất mắt ta. Người ta đồn lão vừa keo kiệt vừa tham lam, quả thật không sai. Sao lúc mình ốm, chả thấy móng nào đến là sao nhỉ? Này, các bạn nghe tin gì chưa? Ngày mai có một người giàu có về làng, trích một phần tài sản phát chẩn giúp cả làng chúng ta đấy. Ừ, tôi cũng nghe thấy thế. Sao lại có người tốt thế chứ? Chẳng bù cho cái lão phu ông. Mà tôi nghe đâu, ốm thế mà ngày mai lão cũng cố dậy ra nhận phần cơ đấy. Cảm ơn ông. Cảm ơn bà. Cảm ơn ông. Cảm ơn bà. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Trồng cái mặt kìa. Sao lúc này không thấy vên lên nhỉ? Của ông đây. Cảm ơn ông. Đó chắc là vợ người đàn ông kia. Xin hỏi bà, sao chồng bà đã cho chúng tôi quà, lại còn nói cảm ơn với tất cả chúng tôi như vậy? Chồng tôi vẫn luôn nói rằng, khi chúng ta cho đi, cũng là lúc chúng ta được nhận lại. Khi anh ấy tặng những món quà này cho mọi người, anh ấy nhận lại được sự biết ơn, sự cảm kích và lời cảm ơn chân thành từ họ. Hơn thế nữa, anh ấy còn nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc và một cảm giác hân hoan trong lòng. Thế nên, anh ấy luôn nói lời cảm ơn với mọi người khi anh ấy giúp họ. Đỏ sức. Đúng là ngốc chăm chỉ, nhưng làm sao vượt được mình chứ? Chị Mai à, em nghe tin hình như trưởng phòng Nam sắp nghỉ việc đấy. Hả? Trưởng phòng Nam xin nghỉ việc ư? Sao lại xin nghỉ nhỉ? Thế mà tôi không biết. Mà con nghe tin đó ở đâu vậy? Em cũng nghe phong thanh thế thôi. Mà con bé này ghê thật. Thảo nào, thời gian gần đây suốt ngày nó cặm cụi bên cái máy tính, định tranh chức trưởng phòng đây mà. Làm sao mà vượt mặt mình được chứ? Trưởng phòng Nam có việc xin nghỉ đột xuất. Công ty sẽ tổ chức thi tuyển cho những nhân viên xuất sắc, thành tích tốt nhất trong phòng để chọn trưởng phòng mới. Các bạn hãy chuẩn bị đi. Chắc chắn là Mai lên thay sếp rồi. Cô ấy sắc sảo cá tính thế cơ mà. Không đâu, tôi lại nghĩ là Hà kia. Cô ấy làm việc rất nghiêm túc, hiệu quả và rất chịu khó tìm tòi những ý tưởng mới mà. Ừ, nhìn chung hai người 1-9-1-10. 1-10-1-9 là thế nào? Chỉ 1-10-1-7 thôi. Để rồi xem. Em chịu khó quá ha. Chắc lần này chức trưởng phòng sẽ thuộc về em thôi. Em không nghĩ nhiều đến điều đó đâu chị ạ. À, cái đồ đạo đức giả, được thăng chức ai mà chả thích, còn bày đặt giả vờ, đúng là nguy hiểm mà. Mấy ngày rồi mà mình chưa nghĩ ra được ý tưởng gì mới, thế này thì cô ta vượt mặt mình mất thôi. Làm thế nào bây giờ? Sốt ruột quá. Sao ạ? Dạ, vâng, con về ngay. Có chuyện gì mà cô ta vội vã thế nhỉ?
Alo, anh là giám đốc công ty Phi Hồng phải không? Alo. Cô Thanh Hà, cô cút ngay khỏi công ty cho tôi. Ờ, nhưng thưa giám đốc, tôi đã làm gì sai ạ? Làm gì thì cô tự biết chứ. Tôi thật sự không biết, nhưng mà tôi không làm gì sai cả. Có chuyện gì thế nhỉ? Sao giám đốc lại tức tối như thế chứ? Ừ, không hiểu Thanh Hà đã làm sai chuyện gì. Có thế chứ, mình đã loại được đối thủ nặng ký nhất. Tôi xin tuyên bố trưởng phòng kinh doanh mới của công ty là cô Thanh Hà. Ừ, sao lại thế chứ? Cô ta bị đuổi việc cơ mà. Rốt cuộc cô dùng thủ đoạn gì để công ty thay đổi quyết định? Cô nói gì lạ vậy? Tôi chẳng làm gì cả. Không, tôi chắc chắn cô đã dùng những thủ đoạn bỉ ổi để hãm hại tôi. Cô Mai và mọi người hãy bình tĩnh ngồi xuống. Hai ngày nghỉ vừa rồi, tôi đã nhận được hơn 100 cuộc gọi điện thoại của khách hàng gọi đến hỏi tại sao lại đuổi việc Thanh Hà. Mọi người biết không, ngay sau khi bị cho nghỉ, việc đầu tiên mà Thanh Hà làm là gọi hơn 300 cuộc điện thoại cho khách hàng thông báo sẽ nghỉ vào tuần tới. Có việc gì hãy liên hệ với chị Mai. Nói thật lòng, tôi vốn không tin Thanh Hà bán đứng công ty. Việc này đã khiến tôi càng tin vào cách nghĩ của mình. Thanh Hà đã bị công ty khai trừ, nhưng lại không muốn công ty gặp tổn thất, không ngại tốn tiền của mình để điện thoại cho khách hàng. Một nhân viên tốt như thế, tôi làm sao có thể bỏ qua được. Nhưng cô ta đã gửi bản kế hoạch của cô ta vào cho công ty Phi Hồng mà, thưa giám đốc. Tại sao điều đó không ai biết mà cô lại biết hả, cô Chi Mai? Tôi vốn không tin Thanh Hà là gián điệp. Vừa rồi, nhân viên IT của công ty đã phát hiện được một email gửi cho công ty Phi Hồng từ máy tính của cô. Cô Mai à, tôi muốn nhận được đơn xin thôi việc của cô ngay sau buổi họp này. Tôi chỉ... Ôi trời ơi, Quang Minh chính trực, còn không ăn ai, nữa là thủ đoạn. Ừ, người đâu mà mất đi nhân cách. Chúc mừng trưởng phòng mới Thanh Hà nha. Chúc mừng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.